nung môn đồ bông môn đồng pen lệch nung ở bạc tú quật bạc lươn hay mà nơi nơi một nung thì quật lên tắc và do chương chu tắc lên thôi mà đa chẳng hay nẹ mà cha tú mới chơi con phiệt ha rồi mà nơi đa mà khỏi máu đua con nơi từ so tới rồi đa mà khỏi máu rồi tới quật đắp tê rồi quật nơi ta thơm chân của đá quật nơi thơm chân của đá tới rồi nẹ bạn tú lúc cứ quật ba cành đặc lăng á hay tập cho khăng tới khăng tới rồi mà sân nó bao mặt toan tề bao mặt toan là xa ở mà sân nó vừa miên tại muối bao mặt toan trắng tập cho ba một thấy yên cả lạp vô mùa thấy nhôm nên là té nắng nhôm họ tranh bị nhẹ bỏ ra ở riệp lệch nó rồi lãng thấy họ tranh bị lừa té nắng mòn hay nhôm còn trắng này thấy ban cha tu nó quạt chui nhôm đó là khang hay còn ông lang khang chẳng quạt cột lang tên lửa ao kia mà chui nhom tiệt nhom nơi ở đá luôn là đang sân tư thấy tọt máu bàn ở kia do can mau chui nhom lang lửa cột bên nó còn đang chơi hai tật tẹo nhom ăn chơi tẹo tai chơi phải đá luôn bên nó phải đá luôn mạch bình ở này than đập bẹp bẹp nè tật tới na cứ phải đá giam lần តែនៅពេលនោះស្ថានភាពបងឯងមានភ័យស្លន់ស្លោហើយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងដែលរៀនជាមួយគ្នានឹងគាត់មានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែលឈួចបោះយ៉ាងណាដែរខ្ញុំអត់ភ័យអត់ស្លន់ស្លោទេតែមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់ភ័យស្លន់ស្លោគាត់តោងគ្នាតែបើគាត់អត់តោងគ្នាក៏គាត់មិនស្លាប់ទេគឺដោយសារតែគាត់តោងគ្នា